Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tại công ty mình đang diễn tập chữa cháy ha. Mình cũng hóng hớt nhiều chuyện, mình xuống mình coi ha. Bây giờ mời các bạn đi theo tụi tôi để coi mấy ảnh diễn tập chữa cháy với những màn khói lửa rất là đẹp mắt các bạn. Ok, let's go. Rồi mấy anh lên làm thử cho mọi người, phải làm thử một động tác cho quen nè. Động tác đầu tiên, động tác bế đi. Nhóc chỗ ra đây đi. Khi mà chúng ta tiến hành cái vị trí chân, chúng ta tiến hành mạnh cái chân này nha. Chúng ta quay mặt như thế này, chúng ta bước vào đây. Nhưng mà chúng ta phải canh cái bước chân của chúng ta nha. Chết luôn á. Người ta không sao mà bước chân vô chậm để người ta rồi mấy chân vô cái chết luôn. Chúng ta phải canh vừa vậy đó. Đúng không ạ? Chúng ta bị tay, chúng ta hai tay, chúng ta nắm một cái gối luôn. Đây là cái vị trí chân số 2 nha. Khi nào ông số 1 nói 1, 2, 3 lên thì lên. Đối với anh áo đỏ này. Còn đối với em, em cũng tiếp cận giống như hồi nãy giờ. Em hỏi anh ơi, phía sau con này nọ đỡ cổ nạn nhân. Đây em là số 1 rồi. Đó. Dựa vào nạn nhân. Đúng không? Duyên hồi nãy giờ thì em quàng qua cổ. Nhưng mà động tác này thì em không quàng qua cổ. Mà em tiến gần đi đây lại. Đây đã. Đây, đây, đây. Đây, đây, đây. Đối hai tay lại. Hai tay bắt chéo vậy nè. Tại trên tại dưới nè. Rồi anh số 2 anh lùi nè. Anh nghe chị cái chân nha. Anh dùng 7 cút. 1 em là người đứng phía sau mà. Em là chủ động hết. Anh này chỉ nghe là em. 1, 2, 3 lên. Đây. Chúng ta tiến hành chim nạn nhân nha mọi người. Bây giờ có một tay em cũng không sợ nè. Rồi chúng ta quay lại. Chúng ta tiến hành đặt nạn nhân xuống. Đây. Rồi chúng ta đặt nạn nhân xuống. Xuống giống như nãy giờ công tác mà ngã từ từ chú phải dùng người ta gia dụng cái đụng nhân có sao bị thương đâu không anh này nó không sao ta tiếp cận cái vị trí này nha ta tạo vị trí này nha bạn đây anh đây là em tiếp cận vị trí nạn nhân tay cầm nạn nhân này anh hoàn luôn đây anh cũng bị gối giống em luôn đây là động tác kiểu mà đây đúng không ạ anh này cũng bị song song với em luôn nên là lưu ý nha quỳ song song với em, tay anh cũng cầm vào vị trí cổ tay nạn nhân, ta giơ lên vậy. Khi mà chúng ta cái tay của chúng ta hai tay nè, ở đây anh này có cái cương thì hai tay của anh này sẽ bắt kéo, anh nắm vào cái vị trí lưng ngực này, em sẽ nắm vào cái vị trí lưng ngực này, đây, đây, cái tay còn lại sẽ quàng qua cổ đây, đây đúng không ạ? Hai tay em mà bắt chéo, tay này, hai tay này, sau hai tay nắm lên, em là người số 1 ha, 1, 2, 3 lên, đây, đơn giản không ạ? Chúng ta đi một vòng này cho nó ok. Ta lưu ý là cái tay của chúng ta là cái chậu chân lưng. Đây nè, cái bộ phần hai tay bắt chéo này đúng không ạ? Rồi chúng ta tiến hành đặt nạn nhân xuống. Chúng ta cứ mở cổ em nha. Ta đưa ra cái gì này. Ta gọi nó. Bỏ xuống từ từ buông ra chết á. Đây là cái động tác kiểu. Lấy xuống sao não chết. Đây là cái động tác kiểu. Buổi diễn tập được một anh chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy về hỗ trợ tập huấn dụng cụ gồm bình ga, bình CO2 với lại bình bột chữa cháy, vòi nước. Đóng cửa lại nó bay vô. Lấy cổ rồi đúng không? Ok, lửa cháy rồi nè mấy bạn.
Vỗ tay. Ok, xin chào các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Buổi tập huấn phòng cháy chữa cháy hôm nay đến đây là hết nha. Và trời cũng chưa nắng nè. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe và chia sẻ cho kênh YouTube của mình nha. Bye bye.